Xin giới thiệu với các bạn, đây là hoa gừng. Tiếng Nhật gọi là Miyoga. Hôm nay nhà sẽ làm cho các bạn hai món: hoa gừng muối chua ngọt và hoa gừng tẩm bột chiên giòn, hay còn gọi là tempura. Mình có thể để nguyên bực để ngấm hoặc là thái mỏng. Nấu xong rồi là mình cho dẫm vào là được các bạn. Hoa gừng nha các bạn, nào có hoa gừng, cây gừng ấy thì ra xem, kiểm tra xem nó có hóa thế này không. Mình làm tempura này, tẩm bột chiên các bạn. Đây là muối chua này, tăm nồm này, ăn lẩu này, xào, nấu cánh. Mùi nó thơm lắm. Tiêu sư các bạn, cháy sợ à, dậm chú mình. Tên tên, đây là thành quả hoa gừng muối chua ngọt, và đấy là loài thực thái mỏng, ăn kèm với các loài rau củ, quả chiên. Còn đấy là mình muối chua để nguyên cả bốc cùng với đĩa rau ăn kem. Hôm nay ăn thuần chay luôn nha các bạn, không hề có thịt luôn. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Itadakimasu. Đặc biệt là mình muốn giới thiệu các bạn để hóa gừng muối, muối nguyên cả hóa. Còn đấy là loài mình đã cắt ra nên mình muối. Rất là thơm ngon, bội dưỡng lắm nha các bạn. Bạn nào đang ở Nhật thì cái hoa này đang định mua nhiều lắm, nên các bạn ăn thử nhé. Rất là thơm và dễ ăn lắm. Uống với nước đào. Ok, cắm tay. Ngon quá. Mời các bạn nha. Bây giờ mình phải để cái này xuống đây. Mình sẽ ăn rau, ăn cùng với rau các bạn. Rau củ quả, ăn cùng với rau củ quả. Đây, đây là hoa gừng đã được tẩm bột chiên. Nó vẫn giữ nguyên cái hương vị của gừng gọi hoa gừng. Ăn kem với tế tố với các loại rau này cũng rất là hợp, nên nó đỡ ngán rồi. Hoa gừng chiên bột với lại gừng muối chua ngọt các bạn nhé. Ăn kèm hai cái này với nhau. Cái này mình định cả nguyên cả hoa chiên này. Còn cái này hoa gừng mình đã thái bạc. Tẩm bột chiên thì ở phía ngoài cái vỏ này nó giòn các bạn. Cái này thì có vị chua ngọt, rất là ngon. Thì mình vừa ngắm sáng nay đây các bạn, lúc mình quay cho các bạn đó, là mình làm vào buổi sáng. Còn bây giờ buổi tối mình đã ăn được rồi. Thế là cái này ngắm tầm 3-4 tiếng là ăn được rồi.
chưa là đang hoàn toàn ngon luôn. Còn cái gáo này ăn giống mùi rau quế các bạn. Nó kiểu là rau quế nhưng mà mùi của rau quế mình nó khác hơn. Còn bây giờ mình sẽ ăn với mực đắng, mực đắng chiên. Có củ quả loại nào có thể chiên bột được các bạn. Ở Nhật Bản nổi tiếng với món chiên bột này. Thì cái mực đắng chiên thì nó nhận nhận đắng giống như mình sao à. Dễ ăn các bạn ạ. Tại thật là đốt chiến thì sữa béo thôi chứ nó đều dễ ăn. Còn bây giờ là ca chiến, ca tỉ. Mùa này có các loài rau ấy, các bạn thử chiến thử. Hôm nào cũng luộc, hôm nào cũng nấu cánh thôi thì thử chiến lên xem. Ăn nó đổi vị nó ngon. Ớt chiên. Ớt chiên các bạn. Ớt xanh. Còn đây ớt tím. Ở đây mình để ăn sống các bạn. Giòn. Chúng tiêm vaccine thì nó sốt hay không thì các kiểu nó phụ thuộc vào sức khỏe đấy, sức đề kháng của từng người các bạn. Công ty mình có cái em đấy tiêm từ tuần trước à, được 6-7 ngày rồi mà cái chỗ tiêm vẫn còn đau nhé, rồi cũng bị sốt. Cái chú bí thì không phải là đồ ngon đấy các bạn. Và bạn em sướng xuống sướng là con người. Mình nhìn cái chú bí các bạn. Thêm cái hoa gừng nữa. Ăn hoa gừng. Rốt quế chỗ này. Chút thơm quá. Nhật chuột có nhiều loài lắm. Mùi thơm nồng nặc luôn. Nhưng có loài thì cũng không có mùi vậy. Mình thích cái hoa này chiên ngon lắm. Mình chiên bạc loài mà. Mình chiên loài này nhất. Bây giờ đang giãn cách có thời gian nhiều, các bạn cứ làm thử nhé. Các rau đã. À, hôm nay quên nhé, cái lá tế tố này làm tiếng bữa ra ăn rất là thơm và ngon luôn. Nhưng hôm nay cái nghĩ đến mỗi hoa gừng đấy các bạn ạ. Nên làm hoa gừng này thì mấy cái kia mỡ thêm tí đấy, mà quên mất nữa. Quên mất làm lá này. Tối, lần sau. Thế nhưng lần trước mình làm rồi mà. Đó, xí xuống.
Hôm nay mình chiên khoảng 20 cái hoa gừng này. Hôm nay mình chủ yếu là giới thiệu cái cách nấu về cái hoa gừng này các bạn nhé. Một là làm tempura này, tức là tẩm bột chiên. Thứ hai là mình có thể ngấm giấm chua mặn ngọt khi thái mỏng và ngấm nguyên cả hoa như thế này. Hoặc là mình xào cũng được, làm nồm cũng được, nấu cánh cũng được, nấu canh chua các bạn, rất là ngon. Những cái muỗng như thế này thì các bạn có thể để được cả tháng nhé. Cái hoa nguyên hoa muỗng thì để nó màu giữ nguyên màu rồi. Đây là hoa đã chín. Ở nhà thì có hai loại lá tía tô, lá tía tô xanh và lá tía tô đỏ. Lá tía tô đỏ này người ta trồng chủ yếu để làm món mớ muối, còn lá tía tô xanh này người ta trồng để ăn sashimi, để ăn các loại khác nữa. Bên này họ bán tính theo lá các bạn, một gói khoảng tầm 10 lá, người ta bán như tiền nhỉ, nó tầm khoảng 50-60 nghìn cho 10 lá các bạn, mà nhiều khi nó còn đặc hơn vậy. Bên này lá tía tô họ bán tính theo lá. Lá tía tô xanh này nó thơm, nó thường thường ăn với sashimi các bạn. Cả sống, hai chặt sống. Cá tím với tía tô là combo đấy các bạn. Hoa gừng bữa chúa, hoa gừng chiên bột. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Oyasumi nasai. Goodbye and good night.